Nếu mà mình giảm cân theo chế độ ăn uống thì để giảm 1 ký 10 ký thì Ngân không biết nha, nhưng mà khi mà các bạn đã lựa chọn cái combo giảm cân nhà Ngân là để tóc chanh cùng kẹo táo thì 5-10 ký rất là đơn giản, bằng chứng là Ngân đây các bạn. Hồi xưa Ngân mập lắm nha, ai theo dõi Ngân thì đã biết Ngân sau khi mà Ngân sanh bé thứ ba là Ngân lên ký, cũng nghĩa là vô luôn, không kiểm soát được mọi người, và đã từng đi phẫu thuật để mà ốm luôn á, mà phẫu thuật xong về nó càng mập hơn, nó không ốm được. Khi mà Ngân sản phẩm dùng sản phẩm chanh này thì Ngân mới được dáng hiện tại, nên bạn nào muốn xuống 5 ký 10 ký mà cơ địa chai thì khó giảm thì cứ dùng combo đúng không? Giá sáng thì các bạn uống cái được chanh này, còn tối thì các bạn ăn kẹo táo. Thì khi mà các bạn kết hợp combo với nhau thì xuất ký của mình sẽ xuống nhanh hơn mọi người. Còn để về một vấn đề là bạn nào hỏi Ngân là em uống cái được chanh không thì có xuất ký hay không thì có, nhưng mà đó dành cho những bạn nào mà cơ địa không quá chai lì, có nghĩa là mình muốn xuống ký nhanh thì các bạn dùng cái chanh với cái táo luôn thì xuống ký sẽ rất là nhanh và cơ địa chai lì cỡ nào cũng sẽ xuống. Khi mà các bạn dùng cái combo này của Ngân á thì nhất là cái dùng eo này của mình nè, các bạn sẽ thấy eo của các bạn nó nhỏ lại rất là nhiều luôn. Những bạn nào mà eo to eo mềm hoặc là đang văn phòng ngồi ngoài á mà cái bụng của mình nó tích nhiều quá và mình muốn xuống ký của mình nó siết nhiều á thì các bạn dùng cái táo của Ngân, một cái táo này sẽ đi vệ sinh nha mọi người, thì các bạn dùng một cái táo này nó sát và sẽ đi vệ sinh, và sau khi vệ sinh xong á nhẹ bụng cực kỳ luôn nha.